Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chỗ của bé Nam nè cả nhà. Trước mặt mọi người đó là bà Mười. Bà Mười của bé Nam thì bà Mười là kỳ trước có đưa bé Nam đi khám bệnh đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ vào sẵn có bà Mười ở đây thì mình hỏi thăm bà Mười cái tình hình cuộc sống hiện tại bây giờ và cái tình hình sức khỏe của bà như thế nào nha cả nhà ơi. Mình mời cả nhà cùng xem clip của mình nha. Thời gian vừa qua thấy bà Mười ít ra chỗ bé Nam này thì lấy lý do sao vậy? Bệnh nằm ở nhà. Bệnh nhỉ? Nhức đổi với cái cẳng, nhức cái lưng nữa. Rồi có ngủ không được nữa. Mấy cái giật quá trời giật luôn á. Mà sợ nhức. Thà là chết chứ mà đừng cho con nằm một chỗ. Vậy là lưng với tay chân nhức làm sao? Nhức quá không biết nữa. Nhức quá hả? Bà Mười có đi khám bệnh chưa? Có, bữa khám thì ra cái bị huyết cao. Tay chân này là sợ nó bị tai biến á. Sợ thôi. Thấy kêu đi nhập viện chứ tôi muốn tiền đi nhập. Rồi tôi mới về. Về thì bác sĩ thì phải ký tên vô. Đó, ký tên vô mới được về. Chứ còn về cơ cơ lắm mới được. Tức là bác sĩ yêu cầu là bà Mười là nhập viện. Nhưng mà do không có tiền nên là bà Mười là phải về và về thì bác sĩ là phải bắt ký tên vào đó. Ký tên vào đó, có gì làm chịu trách nhiệm, chứ lên bệnh không chịu. Là bị huyết áp thấp. Cao. Huyết áp cao. Cao, đứng dậy á, chóng mặt té hoài luôn á. Chóng mặt té. Có bữa mới té trên mặt tắm nè. Chắc có bị sao không bà Mười? Chóng mặt á, chóng mặt á, chưa kịp ngồi xuống nè, té mặt xuống nè, mà chỉ ông bà chưa không bị gì á. Bữa nay nhìn thấy bà Mười thấy người có vẻ ốm yếu hơn so với mấy lần trước mà đưa bé Nam đi khám lại gặp bà Mười ở chỗ bán bánh này luôn nè. Dạ. Vậy bây giờ là bà nội bà Mười có ở gần đây không? Dạ, bà hướng lên chỗ ngay quận 6 nè. Là ở ở nhà của mình hay là thuê trọ? Nhà trọ. Nhà trọ hả? Mười ở đó với ai? Ở với đó cháu ngoại. À nhờ cháu ngoại mà bữa trước cũng hay đi chở bà Mười đi khám bệnh với bé Nam đúng không? À vậy là hai bà cháu ở với nhau. Ủa vậy cháu của bà Mười là đã có gia đình chưa? Có rồi. Vậy là bé đó là cháu như thế nào với bà Mười? Cháu ngoại. À cháu ngoại. À vậy là bà Mười là có mấy người con nhỉ? Ba người mà chết có một người. Ba người chết một người. Chết mẹ nó đó. À vậy tức là con ba Mười bà Mười là có ba người con. Con gái lớn là mẹ của mấy cháu gái. Là đang ở cùng với bà Mười đó. Chị mất lâu chưa? Chị mất đây là 17 năm. 17 năm rồi. Ủa vậy bé cháu gái đó là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. 19 tuổi vậy tức là mẹ mất từ khi bé đó là lúc mới được 2 tuổi. À vậy là từ lúc đó là về ở với ngoại luôn từ đó đến giờ luôn đấy. Ở với bà Mười từ đó đến giờ. Nhà thương là một tay của ẩm về là ba nó kêu bỏ đi. Tôi nói không? À, bỏ cái tôi tức quá tôi mới lấy đồ tôi nói đó. Canh được á. Nuôi được còn nuôi không được á tao không có bỏ nên lúc nào không phải cháu tao thì bồng về rồi con nhà đưa bồng về tôi nuôi cánh về luôn á. Nhà ba nó bỏ đi luôn đó rồi thì nghe nó bạn của mẹ của nó đó ở trên đất môn á nói ba chết rồi đó chết rồi. Vậy là cái anh con rể của bà Mười đó là cũng chết rồi là bỏ đi mà khi mà vì con gái lớn bà Mười mất để con gái lại cho Mười nuôi và bắt đầu là bỏ đi từ đó đến giờ và Mười chỉ nghe tin là anh nó cũng mất rồi. Vậy cuộc sống của hai của bà Mười với lại cháu gái đó thì thu nhập ở đâu? Nhập ra thì giờ con gái giờ bữa con khỏe cũng đi bán rồi. À trước là đúng rồi trước nghe thấy bà Mười nói là bà Mười đi bán bánh tay Yến này mà đúng không? Dạ, nhưng mà bán ở Nguyễn Tất Thành. Xong rồi bắt đầu thời gian vừa rồi là bệnh vậy nên là không đi bán được. Để cho cháu nhỏ gái út quá. Để nó bán làm cho nó có thu nhập thì nó cho tiền đóng tiền nhà. Vậy là bình thường là đi bán bánh bánh tại Yến này. Thời gian này là do bệnh nên là có nên là nghỉ. Có bà cháu là nương tựa vào nhau ở trọ vậy. Bà Mười muốn không trọ một tháng bao nhiêu bà Mười? 2.4 tiền điện 300 nó 2.7 2.7 một tháng điện nước luôn á 300 rồi Mười bệnh gì bà Mười có ăn uống hay ăn hết đó bữa hôm qua dắt đi ăn cái túc
mọi người nói là bà Mười bị đau, đau tay hả mọi người? Mấy lần trước con quay về Vĩnh Nam thì thấy bà Mười cũng rất là dễ thương, hiền lành, chất phát, hiền lành lắm luôn á. Còn trong gia đình này nó thì có em út, con cháu, đứa nào bệnh cũng chạy qua với tôi á. Thế tôi á, tôi đi không mà bệnh đau á, bất cứ cái giấy tờ nọ là nó chạy qua kia. Chị Mười, chạy là tôi đi không chứ không có nào đi với tôi. Từ đứa cháu em út luôn. Nghe nói là bà Mười là vô bệnh viện này kia là người nhanh nhẹn hơn. Người dắt không đó, rồi chạy qua kia tôi thôi mà. Hơn các cô chị, các cô kia, hay là có gì cứ nhờ bà Mười. Thật sự là bà Mười mấy lần anh gặp ở đây đi khám bệnh cùng với bé Nam đó. Thấy bà Mười rất là hiền lành, chất phác. Và đúng là cũng không có tìm hiểu về hoàn cảnh của bà Mười. Thì thời gian vừa rồi thấy bà Mười vắng thì có hỏi thăm thì cũng biết về cái hoàn cảnh, sơ bộ hoàn cảnh của bà Mười như vậy. Thì hôm nay là anh em con cũng gặp bà Mười ở đây lâu lắm rồi thì cũng hỏi về hoàn cảnh của bà Mười luôn. Thì anh em con xin phép là sẽ quay những hình ảnh này và đưa lên kênh của mình. Cũng hy vọng là một cái mấy kênh YouTube của anh em con là một cái cầu nối yêu thương để làm sao mà có những mạnh thường quân khi mà xem mà biết đến bà Mười thì có thể là hỗ trợ giúp đỡ bà Mười. Lại thì anh em con cũng nói trước là anh em con đi chia sẻ về những hoàn cảnh đó, thì còn lại thì những cái sau đó là cái duyên của từng người nha bà Mười. Mà người bà Mười cũng đáng mà ăn uống gìn sức khỏe như thế này, đúng là con thấy là bà Mười cũng yếu hơn so với trước nhiều. Bà Mười ốm đi nhiều luôn á, đó mập lắm, ốm mấy tháng nào ăn bà Mười ăn ít quá. Thứ bà Mười còn hai người con nữa, thì hai người con đó là có ở cùng với bà Mười không? Lâu lâu nó mới về, thằng trai á, còn nhỏ gái cho nó cũng mướn phòng trọ nữa, cũng mướn phòng trọ kế đó luôn. À, mướn phòng trọ bên cạnh chồng nó chạy xe ôm, còn nó đi bán, mới bán 2 ngày nay. À, là cũng bán bánh tây yến, còn lại chồng của chị đó thì chạy xe ôm. Còn lại thì con út của bà Mười là con trai. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 30 rồi. À, năm nay 30 tuổi. Thì có gia đình rồi chứ? Dạ có, mà hai người không có riêng. À, rồi. Tức là vợ chồng ấy, của em nó lại chia tay rồi. Bây giờ anh cái em út đó thì đang ở đâu cơ? Giờ là đứng đi xin làm bảo vệ. Bảo vệ. Bà Mười hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi mọi người? 62 tuổi rồi. Bà Mười tên gì ta? Hôm bữa tên con có coi Lan. Dạ đúng rồi, bữa em có xem clip của bà Mười á, có một anh kia quay nhìn rất là giống luôn mà nhìn không ra. Vậy à? Có quay cũng có quay bà Mười. Có quay rồi, chăm tôi rồi mới đỡ ủng hộ được có 2 ngày rồi mất tích luôn. Dạ, đó là cái duyên á. Cái duyên đó. Dạ, cái duyên đó bà Mười. Duyên á. Một người ta nói phải nhập viện đó có tốn nhiều tiền không mà không dám nhập viện. Không biết. Không biết. À, bà Mười có bảo hiểm gì không? Thì mới mượn tiền đi mua bảo hiểm mới mấy tháng trước rồi. Dạ. À, ở sớm á, người ta thấy vậy rồi nói rồi, nếu mà bà đã khổ rồi mà không mua bảo hiểm là khổ lắm. Rồi cái bà tám giữ nhà đó. Dạ. Bà thấy vậy mới cho mượn 1 triệu đi mua bảo hiểm. Dạ. Mấy tháng trước. Ủa bà Mười hôm nay bà Mười đi đâu mà vô tình lại đây gặp? Đi mua xuống dưới chợ này rồi mua mấy bộ đồ. À bộ đồ là cô chú Chiến Hồng cho tiền bà nội mua hôm qua đúng không? Đúng rồi. À, hôm qua là có cô chú Chiến Hồng là cũng cho bà Mười 1 triệu để mua đồ đúng không? Dạ. Để mua đi vậy mai mốt là đi ra đây làm có quay phim á, làm vô lên trên cơ. Quay đang cho cô chú Chiến Hồng biết là có mua đồ rồi. Quay để cho cô chú Chiến Hồng biết là đã có mua đồ, cái tiền mà cô chú Chiến Hồng mua đồ đúng không? Dạ. Yeah. Thôi mình tiết kiệm mình mua 1-2 bộ đồ đó, còn lại để tiền mà cho ăn uống rồi chữa bệnh. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Tính mà em ra làm mấy bộ đồ thì cũng chẳng nói là tỷ như còn dư vậy đó, để làm mua thuốc có cầm. Dạ yeah, đúng rồi, hôm qua con cũng nói với bà đó, mua vài bộ đồ còn dư lại cũng chừa vài trăm lại để mua thuốc uống. Dạ. Mọi người rất là tội nghiệp luôn cả nhà ơi. Mỗi lần tôi ngủ á, tôi phải mua cái chợ dầu nóng mà chìm trơn á. Sức đầy hết trong tôi mang vớ luôn á. Dạ, bị giật ít thôi. Dạ. Còn mà không sức dầu lại giật ghê luôn á. Giật cái cẳng này nhiều. Ủa bà Mười đi khám bệnh, ta có nói về bà Mười bị gì không?
không, tại vì mình vô chổng á là té với bị chóng mặt á, chóng mặt té không biết gì hết trơn á, rễ đồ này nọ với con chở vô nhà thương thì nó cho một cái viên thuốc á nằm ở dưới lưỡi, cứ uống ba viên thuốc mà chị á không biết nữa. Dạ. Thấy nằm thấy không khỏe khỏe giờ đó, nói bây giờ thôi giờ là cô phải nhập viện. Dạ. Thôi bà Mười, mốt đi đứng cũng cẩn thận xíu, lớn tuổi rồi mà đi mà té là nguy hiểm lắm bà Mười nha. Dạ. Rồi vậy bà Mười giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ bà Mười mau chóng khỏi bệnh để có thể đi bán bánh và trang trải cuộc sống vui sinh nha. Dạ, bây giờ bà Mười đi nha, Mười nghe. Cảm ơn bà Mười, chào bà Mười nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của em nha. Em xin chào mọi người và hẹn gặp lại cả nhà clip sau.